Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ trừng phạt Trung Quốc dở dang xây đảo chiếm của Việt Nam. Hoa Kỳ vào hôm 26 tháng 8 năm 2020 đã trừng phạt 24 công ty và một số cá nhân Trung Quốc bị coi là tham gia vào việc xây dựng và quân sự hóa trên Biển Đông, theo hãng truyền thông Reuters chia sẻ. Hãng tin của Anh cũng dẫn lời Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói rằng các công ty đó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp quân đội Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo bị quốc tế chỉ trích trên Biển Đông. Đây là hình ảnh đảo đá chữ thập của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa đã bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng thành đảo nhân tạo phi pháp, biến nơi đây thành căn cứ quân sự từ năm 2014, diện tích là 2,74 km2 với tổng kinh phí hơn 11,5 tỷ đô la. Trung Quốc xây dựng trên đá chữ thập 9 cầu tàu, 2 bãi đáp trực thăng, 10 anten liên lạc qua vệ tinh và một trạm radar. Đặc biệt là việc xây dựng một đường băng dài 3.125 m và rộng 60 m đủ lớn cho máy bay ném bom chiến lược tại Trường Sa. Trong một thông cáo riêng, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng bộ này sẽ áp đặt các hạn chế về visa đối với các cá nhân chịu trách nhiệm trong việc đồng lõa trong các hành động trên và những ai dính líu tới việc Trung Quốc cưỡng ép các nước tuyên bố chủ quyền Đông Nam Á để ngăn tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi. 24 công ty này được đưa vào danh sách cấm của Bộ Thương mại, theo đó không được mua các mặt hàng và nguyên liệu từ Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trừng phạt hàng chục công ty Trung Quốc trong những tháng qua với việc đưa các hãng này vào danh sách gây quan ngại cho an ninh quốc gia, là liên quan tới công nghệ và tới cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ thiểu số ở Tân Cương. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên lệnh trừng phạt được đưa ra đối với việc bồi đắp đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo hãng truyền thông Reuters, quyết định trên đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trấn áp các công ty có hàng hóa có thể đã hỗ trợ các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Và kể từ năm 2013, Trung Quốc đã sử dụng các công ty quốc doanh để nạo vét và bồi đắp tại các khu vực và tranh chấp trên Biển Đông, gây bất ổn cho khu vực, dày xéo lên quyền chủ quyền của các nước láng giềng và tàn phá môi trường nghiêm trọng không kể xiết. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói trong một tuyên bố như vậy. Cũng theo tờ báo Wall Street Journal, các lệnh trừng phạt của Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ nhắm đến nhiều công ty quốc doanh tại Trung Quốc, trong đó có một số công ty thuộc Tập đoàn Xây dựng Viễn thông Trung Quốc. Hãng tin Anh cho biết rằng Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã không ngay lập tức hồi đáp các yêu cầu bình luận của hãng. Hoa Kỳ lâu nay cũng đã cáo buộc Bắc Kinh quân sự hóa ở Biển Đông và Mỹ đã tiến hành điều nhiều hoạt động thúc đẩy tự do hàng hải và việc tiếp cận các tuyến đường biển quốc tế quan trọng. Lệnh cấm nhắm thẳng vào các công ty Trung Quốc còn hiệu quả hơn biện pháp thuế quan. Đây là hình ảnh trong số 24 công ty Trung Quốc mới bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ có công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc CCCC, nhà đầu tư nhiều dự án cơ sở hạ tầng, vành đai và con đường mà Trung Quốc xây dựng trên khắp thế giới. Trên hình là một dự án lấn biển mà công ty này đang xây dựng. Ông Dov Sackheim, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, hiện là cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế ở Washington DC, nhận định với báo Sinh rằng động thái này mang lại hiệu quả tốt hơn biện pháp thuế quan mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên nền kinh tế số 2 của thế giới. Bởi ông cho rằng biện pháp thuế quan có tác dụng phụ lên cả người tiêu dùng tại Mỹ. Về tính thời điểm, ông Sackheim cho rằng chính quyền của ông Trump chọn lúc này để đưa ra các biện pháp trừng phạt lên các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm trợ lực cho Tổng thống trong hội nghị Đảng Cộng Hòa đang diễn ra. Và trong những tuần gần đây, chính quyền của ông Trump liên tục hành động cứng rắn nhắm vào Trung Quốc, bao gồm cả kế hoạch cấm các ứng dụng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc như TikTok và WeChat, đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và áp dụng lệnh trừng phạt lên các quan chức và thực thể của Trung Quốc và cáo buộc về nhân quyền. Cũng vào hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tuyên bố rằng các yêu sách của Trung Quốc đối với phần lớn của Biển Đông là hoàn toàn phi pháp. Giới chuyên gia cho rằng tuyên bố mạnh mẽ chưa từng thấy của Mỹ liên quan tới vùng biển chiến lược này sẽ mở đường cho Mỹ theo đuổi các biện pháp trừng phạt chống lại các công ty Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực. Ông Sackheim cũng nói với báo Sinh rằng đây là cảnh báo trước đối với Trung Quốc và Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh và đối tác của mình. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu USS Nimitz trong một cuộc tập trận ở Biển Đông diễn ra hôm 6 tháng 7 năm 2020. Trong thông báo đưa ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, Bộ Thương mại Mỹ cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc
đã làm xói mòn chủ quyền của quốc gia khác trong khu vực mà chúng diễn ra bất chấp sự lên án của Mỹ cũng như các quốc gia khác. Các thực thể vừa bị liệt vào danh sách và hôm nay có vị trí quan trọng hoạt động xây dựng đảo nhân tạo khiêu khích của Trung Quốc và phải chịu trách nhiệm, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ross cho biết như vậy. Các công ty được nêu tên trong danh sách trừng phạt bao gồm một số đơn vị của công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc, nhà thầu cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng, vành đai và con đường mà Trung Quốc đang xây dựng trên khắp thế giới. Cũng trong thông báo này, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng công ty này đã dính líu vào các hành vi tham nhũng, tài trợ mang tính chất săn mồi, phá hủy môi trường và các hành động, hành vi lạm dụng khác trên khắp thế giới. Và Trung Quốc không được phép dùng những công ty này làm vũ khí để áp đặt trong một chương trình nghị sự bành trướng, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã nói trong tuyên bố của mình. Và Mỹ sẽ hành động cho tới khi chúng tôi thấy Bắc Kinh ngừng các hành vi cưỡng ép ở Biển Đông và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng minh và đối tác trong việc chống lại các hoạt động gây bất ổn này. Và các công ty được thêm vào danh sách sẽ không còn được mua một số loại công nghệ nhạy cảm của Mỹ và các sản phẩm khác mà chính phủ Mỹ đã xác định có thể được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc gây rủi ro an ninh quốc gia. Bộ Thương mại cho biết dù là các công ty vẫn có thể yêu cầu giấy phép để có thể tiếp tục bán hàng cho các công ty trong danh sách, những yêu cầu như vậy thường bị bác bỏ. Và về động thái tiếp theo của Mỹ, ông Sackheim cho rằng không dễ để nắm bắt hành động của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Song, ông cho rằng điều thực sự cần hành động của Mỹ là giảm thiểu nếu không muốn là phải loại bỏ sự hiện diện của những sinh viên sau đại học và sau tiến sĩ của Trung Quốc, những người giúp chính phủ của họ ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Và Trung Quốc đã gửi công hàm kịch liệt phản đối máy bay do thám của Mỹ xâm phạm. Đây là hình ảnh máy bay do thám Lockheed U-2 của Mỹ. Trung Quốc đã gửi công hàm nghiêm khắc phản đối Hoa Kỳ sau khi quân đội của họ nói rằng một máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đã bay vào vùng cấm bay trong cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết vào hôm 25 tháng 8. Người phát ngôn cho biết Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngay lập tức ngừng các hành động như vậy mà theo ông là một sự khiêu khích trắng trợn. Và việc phi cơ do thám U-2 bay trên trời ở miền Bắc Trung Quốc thuộc khu vực Vịnh Bố Hải là vi phạm các quy tắc an toàn giữa hai quốc gia. Tân Hoa Xã tường thuật dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm và là can thiệp nghiêm trọng vào các hoạt động tập trận bình thường. Hành động này có thể dễ dàng dẫn đến sự hiểu nhầm hoặc đánh giá sai tình hình hoặc xảy ra sự cố ngoài ý muốn, bộ này nói thêm. Một nguồn tin gần gũi với quân đội Trung Quốc cho hay chiếc máy bay do thám tầm cao U-2 của Mỹ cất cánh từ một căn cứ ở Hàn Quốc đã bay qua vịnh Bột Hải, nơi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đang tham gia tập trận. Trong một thông cáo, quân đội Mỹ cho biết chiếc U-2 đã thực hiện nhiệm vụ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và các khuôn khổ được luật pháp quốc tế cho phép liên quan đến các chuyến bay. Quân đội Mỹ cũng nhắc lại rằng không lực Hoa Kỳ-Mỹ tại vùng Thái Bình Dương sẽ tiếp tục bay và hoạt động bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Và thời điểm và nhiệt độ là theo lựa chọn của chúng tôi, quân đội Mỹ đã nói rõ trong thông cáo như vậy. Được biết, trinh sát cơ U-2 có thể bay ở độ cao 70.000 feet và có đủ khả năng quan sát từ xa, không cần phải tiến vào vùng cấm bay. Để đáp trả, Trung Quốc vào sáng hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 năm 2020 đã đưa hai tên lửa tầm trung vào vùng Biển Đông. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã tường thuật nhằm gửi tín hiệu cảnh báo tới Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh tên lửa tầm trung đạn đạo Đông Phong 26 của Trung Quốc trong một sự kiện duyệt binh tại Bắc Kinh. Vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ một ngày sau khi có thông tin máy bay do thám của Mỹ hoạt động gần khu vực Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển phía Bắc. Dẫn nguồn tin có liên hệ với quân đội Trung Quốc, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết nước này đã phóng hai quả tên lửa tầm trung ra Biển Đông vào sáng ngày 26 tháng 8 nhằm gửi thông điệp cảnh cáo Mỹ. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc máy bay do thám U-2 của Mỹ tiến vào khu vực Trung Quốc áp đặt vùng cấm bay và tập trận bắn đạn thật trên biển Bột Hải. Và một tên lửa được xác định thuộc mẫu Đông Phong 26B phóng từ tỉnh Thanh Hải phía Tây Bắc của Trung Quốc. Tên lửa còn lại thuộc mẫu Đông Phong 21D được phóng từ tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc. Tầm bắn của hai tên lửa lần lượt là 4.000 km và 1.800 km. Mẫu Đông Phong 26 có năng lực tấn công hạt nhân với mục tiêu mặt đất lẫn trên biển. Còn Đông Phong 21 là tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên trên thế giới. Theo tiết lộ của nguồn tin, các tên lửa được phóng đến khu vực phía đông nam của đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng và quân sự hóa trái phép. Nguồn tin của báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng khẳng định
vụ phóng tên lửa nhằm chứng tỏ khả năng ngăn chặn các lực lượng hải quân tiếp cận Biển Đông. Trung Quốc cũng đang tập trận đồng loạt trên cả 4 vùng hải quân, mặc dù các động thái quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian qua gây nhiều lo ngại an ninh trong khu vực lẫn quốc tế. Nguồn tin này khẳng định vụ phóng tên lửa vào ngày 26 tháng 8 chỉ nhắm đến Mỹ mà thôi. Và cũng ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nêu 3 bước đối phó với quân đội Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia một cuộc duyệt binh. Trong bài viết xã luận trên báo Wall Street Journal vào ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã xác định ngay từ đầu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA không phải là một quân đội bảo vệ quốc gia như các lực lượng vũ trang Mỹ. Nổi bật trong các mục tiêu này là tái định hình trật tự thế giới theo cách phá hoại các quy tắc được chấp thuận trên toàn cầu và bình thường hóa chủ nghĩa chuyên chế. Quân đội Trung Quốc sẽ tạo ra các điều kiện cho phép Bắc Kinh cưỡng ép và xâm phạm chủ quyền của nước khác. PLA đã công khai ý định hoàn thành hiện đại hóa quân đội vào năm 2035 và trở thành lực lượng đẳng cấp thế giới vào năm 2049. Kế hoạch hiện đại hóa toàn diện của họ bao gồm một kho vũ khí tên lửa thông thường mạnh mẽ cùng với một loạt khả năng tác chiến điện tử, không gian mạng tiên tiến bên cạnh trí tuệ nhân tạo. Bộ trưởng Esper đã chỉ ra như vậy. Và chiến lược đối phó của Mỹ đối với PLA của Trung Quốc, Bộ trưởng Esper đã vạch ra chiến lược cùng 3 bước cho quân đội Mỹ cần làm bao gồm: thứ nhất là xây dựng lực lượng mạnh để có khả năng cạnh tranh, răn đe và chiến thắng ở tất cả mặt trận, trên không, trên bộ, trên biển, ngoài vũ trụ và không gian mạng. Lầu Năm Góc đang đầu tư vào cả năng lực quy ước tiên tiến và các công nghệ thay đổi cuộc chơi như vũ khí siêu thanh, liên lạc 5G, phòng không và chống tên lửa tích hợp, trí tuệ nhân tạo. Thứ hai là mở rộng và củng cố mạng lưới đồng minh, đối tác của Mỹ để tạo ra lợi thế và các đối thủ sẽ không thể có được. Trong khi PLA tiếp tục các hành vi gây hấn đối với các nước láng giềng trong khu vực, chẳng hạn như đâm chìm tàu cá Việt Nam, gây rối hoạt động phát triển dầu khí của Malaysia và khẳng định yêu sách hàng hải trái phép, các lực lượng của Mỹ sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác lâu dài và bảo vệ quyền lợi của tất cả các nước đồng minh. Thứ ba, tiếp tục xây dựng năng lực cho các đối tác của Mỹ để giảm mức độ dễ bị tổn thương của những nước này trước hành vi của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh Washington cũng kiên định trong việc sát cánh cùng các đồng minh và các đối tác chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc, ủng hộ chủ quyền của tất cả các quốc gia và bảo vệ hệ thống quốc tế tự do và cởi mở. Tuy nhiên, ông Esper cũng thừa nhận Mỹ không thể một mình gánh vác gánh nặng này. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các đồng minh chia sẻ gánh nặng với Mỹ một cách công bằng và bình đẳng như những đối tác thực sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020 với bản tin Mỹ trừng phạt Trung Quốc, dở dang xây dựng đảo chiếm được của Việt Nam. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.